Lần đầu gặp Larry Page mùa hè năm 1995, Sergey Brin còn là học viên cao học năm 2 của khoa khoa học máy tính tại Đại học Stanford. Brin tình nguyện làm hướng dẫn cho các học viên năm nhất đã nhập học nhưng chưa biết nên học gì. Nhiệm vụ của ông bao gồm dẫn một chuyến tham quan San Francisco. Page, cựu sinh viên chuyên ngành kỹ thuật Đại học Michigan, có mặt trong nhóm của Brin. Chuyến đi hôm đó, hai người không ngừng đụng độ, tranh luận về giá trị của các phương pháp tiếp cận khác nhau đối với quy hoạch đô thị. Khi Pitt xuất hiện tại Stanford vài tháng sau, ông lựa chọn Terry Gunigrass, người tiên phong về tương tác máy tính con người làm cố vấn. Không lâu sau, ông bắt đầu tìm kiếm chủ đề cho luận án tiến sĩ, một luận văn có thể định hình toàn bộ sự nghiệp của một người. Ông này ra khoảng 10 ý tưởng nhưng hứng thú nhất với World Wide Web Bất chấp thực tế các cựu sinh viên Stanford trở nên giàu có nhờ lập công ty Internet, Pet phát hiện web chỉ hấp dẫn vì các đặc điểm toán học của nó. Mỗi máy tính là một nút, mỗi liên kết một trang web là kết nối giữa các nút đó, một cấu trúc đô thị cổ điển. Pet đặt ra giả thuyết, World Wide Web có thể là đô thị lớn nhất từng có và phát triển với tốc độ chóng mặt. Nhiều hiểu biết hữu ích ẩn sâu đang chờ sinh viên khám phá. Trong quá trình nghiên cứu, Pet để ý khi nhìn vào một trang web, bạn không thể biết được chúng đang liên kết với trang web nào. Ông cảm thấy phiền vì điều đó vì cho rằng sẽ hữu ích hơn nếu biết được điều này. Chính vì vậy, ông nghiên cứu về Blacklink, những liên kết được trả về từ các website, blog, diễn đàn, mạng xã hội tới website và đặt tên cho dự án là Black Group. Vào thời điểm đó, web gồm 10 triệu tài liệu với vô số liên kết giữa chúng, các tài nguyên máy tính cần thiết để thu thập dữ liệu lượng lớn như vậy vượt xa giới hạn thông thường với một dự án sinh viên. Bết bắt đầu xây dựng trình thu thập thông tin của mình, sự phức tạp và quy mô của ý tưởng hấp dẫn Brin. Ông nhận thấy tiền đề phía sau Black Group thật sự hấp dẫn. Tháng 3 năm 1996, Pet tự phát triển vào một trang web duy nhất, trang chủ của ông tại Stanford và để nó thu thập thông tin từ đây. May mắn là Pet có Brin làm cộng sự, người có khả năng thiên phú về toán học. Brin là con trai của nhà khoa học NASA kiêm giáo sư toán Đại học Maryland. Gia đình ông chuyển từ Nga sang Mỹ năm ông 6 tuổi. Thời trung học, Brin đã được đánh giá là một thiên tài toán học. Ông đăng ký vào Stanford để phát triển tài năng. Cùng với nhau, Pet và Brin tạo ra hệ thống xếp hạng, thưởng các liên kết đến từ những nguồn quan trọng và phạt các liên kết ngược lại. Đột phá của Pet và Brin chính là thuật toán. PageRank đánh giá cả hai yếu tố, số lượng liên kết dẫn tới một trang cụ thể và số lượng liên kết vào mỗi trang web liên kết. Khi theo dõi kết quả, Brin và Pet nhận ra dữ liệu của họ có thể tác động đến tìm kiếm Internet. Pet và Brin cũng thấy rằng kết quả của Black Group ưu việt hơn các công cụ tìm kiếm sẵn có như Antavista, Excite thường trả về danh sách không liên quan. Dự án trở thành một huyền thoại trong Stanford. Có thời điểm, crawler Backgroup ngốn gần một nửa băng thông của cả trường. Thậm chí, mùa thu năm 1996, dự án gần như đánh sập kết nối Internet tại đây nhưng may mắn không bị ai phàn nàn quá nhiều. Trong khi Brin và pet tiếp tục thực hiện, Backgroup và Google gây tiếng vang trong và ngoài Stanford. Trong năm đầu học Stanford, cha của Pete qua đời, ông đã hoàn thành luận án tiến sĩ để tôn vinh cha mình. Brin nhớ lại khi nói chuyện với người cố vấn, ông đã khuyên, xem này, nếu Google thành công thì thật tuyệt, nếu không, em có thể quay lại cao học và hoàn thành luận án. Brin đáp, vâng, sao lại không, em sẽ thử xem sao. Và như vậy, bộ đôi thiên tài Brin và Pete đã thành lập Google vào ngày 27 tháng 9 năm 1998 tại Menlo Park, California.